Xin chào tất cả các bác. Hôm nay bên em về một chiếc check Epic 3 các bác ạ. Màu xanh đen size S. Đó. Riêng màu xanh đen size S này thì bên em có giá rất là tốt các bác nhá. Chắc chắn là giá cực kỳ là tiết kiệm được kha khá luôn. Các bác có thể lấy cái giá, ví dụ giá đầu ghép bây giờ con này là đang là 23.900.000. Đó các bác, 23.900.000. Chắc chắn rằng là các bác inbox cho shop với cái con size S màu xanh này thì giá nó sẽ phải tốt hơn rất là nhiều, đủ để các bác có thể mua phụ kiện hỗ trợ chơi vào tẹt ga luôn. Nhưng mà chỉ có màu xanh size S này thôi các bác ạ. Còn màu size M và tất cả các màu khác size M thì là giá vẫn cứ theo như giá của hãng là 23.900.000. Các bác liên hệ theo shop theo số điện thoại Zalo là 0705678567 thì sẽ có được cái giá tốt nhất cho cái con size S màu xanh đen này. Shop thì chỉ có hai chiếc thôi, không có nhiều. Đây các bác, cái tay nắm này cực kỳ êm nhá. Đây phát này, bóp vào đấy rất là êm luôn. Riêng cái đoạn này thôi, rất là êm như kiểu silicone ấy. Con này thì sử dụng phanh dầu MT200. Đây, phanh dầu MT200 này. Tay bấm xả của DOG, em đã chậm quay cho các bác chi tiết luôn. Con này là tay bấm xả DOG M4001 nha các bác nhá. 10 tốc, clip 10 tầng này, DOG này. 4001 clip, xem luôn cho các bác clip thông số đúng trên hãng luôn mà. Hay mà em vẫn sẽ xem cho các bác để các bác mua ở xa các bác tiện xem video thì các bác xem luôn. Đây đợi em một chút. Con này clip cũng là M4001 nha các bác nhá. Xích này, xích này là xích KMC, bộ đồ đĩa Browell, đồ đĩa Browell. Đấy, bộ đồ đĩa Browell, trục rỗng Browell. Nó mấy anh Tây các bác này. Được nhà cửa hàng thì bên em thì là mấy anh Tây đi qua suốt ngày luôn. Đó. Phanh này, đĩa này. Con này đặc điểm phuộc của nó là phuộc carbon nha các bác nhá, phuộc carbon sơn nhôm. Nhưng duy nhất cái cặp phuộc này là phuộc carbon. Đó, cái phuộc này nhìn qua bác sẽ thấy thiết kế phuộc nó cũng khác so với phần còn lại. Đây có các cái lỗ để bắt, các bác phải bắt chắn bùn này và bà ga. Đây rất nhiều lỗ để các bác bắt luôn. Đó, đủ hết. Yên rất là to và êm. Đó, màu xanh pha đen cực kỳ đẹp. Đó. Đấy thì các bác nào có nhu cầu liên hệ với shop nhá, con check Epic 3 2023 các bác ạ. Giá cực kỳ tốt. Size S màu xanh đen. Rồi em xin kết thúc video tại đây nhá. Các bác nào có nhu cầu liên hệ với shop ạ.